Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 66 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp Chủ đề của phần 66 này là ơ sự sư xuê tờ thô khẩu siêu miễn xiên Như vậy nó có nghĩa là gì nào? Mình tạm dịch là Ngôi sao dẫn chương trình bình luận 24 tuổi ơ sự sư xuê là 24 tuổi Miễn xiến là minh tinh, tức là chỉ những người nổi tiếng ở lĩnh vực truyền hình hoặc là lĩnh vực điện ảnh. Thô khẩu siêu là chỉ cho cái, những cái chương trình à, bình luận, những cái chương trình diễn đàn. Cho nên mình ghép vào, ở à, sự sư suy tờ thô khẩu siêu miễn xiến là à, ngôi sao dẫn chương trình bình luận 24 tuổi. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn vào nội dung của bài. Trước hết, xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc một lần để xem mọi người có nắm bắt được nhiều không. Sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. hở Quảng Trư, sư trung của Sanh Tông Rển, 9 24 tuổi. <laughs> Vì hắn rất thích học, thích nói, nên năm 2018, hắn đã đến Hải. 来到上海的第一天，他就知道在这里他可以做好脱口秀。他在一个小酒馆里开始了在上海的第一次演出。二零一八年，没有人认识何广智，但是二零二零年，他已经是一个。 thua khẩu siêu miễn xiên là thì vừa rồi là nội dung của bài à, các anh chị và các bạn đã nghe được nhiều không ạ à? sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé hở quàng trưa hở đây là họ hà quàng là chữ quảng quảng là rộng đó còn từ trưa là chữ trí ừ, trí tuệ rồi đó trí huệ gì đó là nó đó rồi hữu quảng trư là hà quảng trí sư trung của sanh tôn rển là người ở tỉnh sơn đông trung quốc sơn đông là một cái tỉnh của trung quốc ha chi nện 24 tuổi, năm nay 24 tuổi Yên quê tha phê chang xèng sẽ sĩ chua thua khẩu siêu Yên quê là bởi vì tha phê chang xèng tức là tha phê chang sĩ quan anh ấy cực kỳ thích sẽ sĩ là học chúa thô khẩu siêu đấy là làm làm cái người mà dẫn làm cái người mà dẫn cái nghề mà dẫn chương trình trên truyền hình đó số gì ở lĩnh gì ba cho nên năm 2018 Kha Ti Dĩ xưa, lại to sang hại lần đầu tiên anh ấy đến Thượng Hải lại to sang hại to lại tao sang tờ tỷ, tỷ y thiên là ngày đầu tiên anh ấy đến Thượng Hải to thì anh ấy biết rằng Chai trơ lì là ở nơi đây hoặc là ở đây tha khởi gì chúa họ thua khẩu siêu anh ấy có thể làm tốt được có thể làm tốt được thua khẩu siêu tức là cái ngày dẫn chương trình này tha cha ý cơ xèo chiếu quán l lì chai sang anh ấy ở đâu rồi mới làm gì anh ấy ở trong một cái nhà hàng nhỏ thôi đã bắt đầu như vậy bắt đầu cái gì chai tờ ti tức là lần đầu tiên là lần đầu tiên biểu diễn ở Thượng Hải như vậy là anh ấy bắt đầu cái lần đầu tiên biểu diễn ở Thượng Hải á, là tại một cái nhà hàng nhỏ. Trai gì cơ xèo chịu quản lý khai sử là tức là khai sử diễn khai sử là trai sang hải tờ ti bắt đầu cái lần diễn đầu tiên ở Thượng Hải. Ở lĩnh y ba là năm 2018 Mỹ dù rỉnh rên sư hở Quàng chưa? Không ai biết đến Hà quản trí cả rên sư Cái gốc đó là chữ sữa Nhưng mà khi mà mình Ghép vào cái động từ quen Quen biết thì đọc là rên sư thôi khinh thanh thôi Nhưng mà do mình tìm cái từ Khinh thanh không có Nên mình vẫn để cái nguyên gốc là rên sữa Nhưng đọc là rên sư Mỹ dù rỉnh rên sư hở Quàng chưa? Như vậy là năm 2018 Thì không ai quen biết đến cái tên Hà quản trí này cả Tức là vẫn còn là vô danh tiểu tố thôi. Tan sư ơ liễn ơ liễn nẻn, nhưng mà đến năm 2020, khá gì chiến sư dĩ cưa, anh ấy đã là, tức là dĩ cưa đây là gì nè, dĩ cưa miễn xiên đã là một minh tinh, tức là một ngôi sao sáng hoặc là một người nổi tiếng ở những cái chương trình bình luận rồi, phố khẩu siêu miễn xiên. Thì vừa rồi là nội dung chi tiết của cái bài này, sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc lại theo mình một lần nhé. 何广智是中国山东人，今年二十四岁。因为他非常想学习做脱口秀，所以。 二零一八年，他第一次来到上海。来到上海的第一天，他就知道在这里，他可以做好脱口秀。 他在一个小酒馆里开始了在上海的第一次演出。二零一八年，没有人认识何广志。但是二零二零年。 và tiếp theo đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc nhanh lại một lần để xem mọi người có nắm bắt được không sau khi mà mình đã nghe giải thích hết rồi nghe lại xem mọi người đã nghe hết được không và cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần nhé xin mời mọi người bắt đầu nghe Hỡ quàng trư sư trung của sanh tôn rện 今年二十四岁，因为他非常喜欢想学习做脱口秀，所以二零一八年他第一次来到上海。来到上海的第一天，他就知道在这里他可以做好脱口秀。他在一个小酒馆里开始了。 在上海的第一次演出。2020 年他已经是一个脱口秀明星了và và đến đây thì mình kết thúc phần 66 của cái chương trình học tiếng Hoa à, qua những bài văn ngắn trình độ sơ cấp này, chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả và mọi người ơi đang tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng chúc mọi người cùng với gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này nhé à, xin cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và để cho video được lan tỏa nhiều hơn à, xin chào mọi người